Ê, mọi người ơi, sao ngủ hết trơn vậy? Nè, thức dậy đi, tôi đã nghĩ ra được một cách cứu bé Tôm rồi. Cách gì vậy hả sư phụ? Ta về xem sách bí kíp, trong đó có một trang ghi là phép luyện lực. Đó là chỉ cần kiếm ba người âm dương giúp mình phát ra công lực thì có thể giải hết độc cương thi ra ngoài đó. Nhưng mà sư phụ à, con đã coi biết bao nhiêu cuốn sách rồi, cũng đâu thấy qua phương pháp này. Cách này gọi là bí kíp chỉ có sư phụ có, ai cũng có, còn đánh gọi là bí kíp sao? Sư phụ có lẽ được đó. Nè, chỉ cần ba người âm dương liên kết lại với nhau, cộng thêm công lực ngũ thế kỳ nhân của chung bàn, khiến cho sức của ba người âm dương đó có thể ép chất độc cương thi của bé Tôn ra. Ý, được đó. À, thấy chưa? Ê, nhưng độc cương thi của bé Tôn đã chạy khắp cơ thể rồi, tôi nghĩ không dễ gì giải hết ra đâu. Chưa chắc. Chỉ cần kêu bé Tôn nhịn ăn vài ngày, để cho người nó yếu đi, để cho độc cương thi tụ lại ở đan điền, tới lúc đó sẽ có cơ hội ép độc ra. Đúng rồi, tôi đã nói cách của tôi được mà ha. Vậy bé Tôn sẽ được cứu hả? Đúng vậy, bé Tôn được cứu rồi. Vậy thì cũng chưa chắc. Tuy rằng cách này nói ra có vẻ hợp lý, nhưng mà khi thực hiện thì sẽ không chắc được bao nhiêu phần trăm, nên chưa dám khẳng định đâu. Sư phụ à, còn nước thì còn tát mà. Sư phụ, dù là 1% cũng phải thử. Được. Lần này sư phụ giỏi quá. À, mới ngủ dậy suy nghĩ cái gì cũng là tốt hết. Ủa, sư phụ mới dậy hả? Nè, đêm khuya không ngủ thì làm cái gì, ngồi chơi sao? Không nói nhiều, đem tên này nói cho bé Tôn biết đi. Đi, mau lên. Đi thôi. Em trai, lát nữa trong khi em nắm tay của bé Tôn thì mọi người đều phải tập trung tinh thần, không được suy nghĩ lung tung. Đọc câu thần chú mà chị đã dạy cho em. Bắt đầu. Sao rồi? Hả? Sao rồi? Không sao đâu. Thử lần nữa. Thử thêm một lần, chắc chắn sẽ thành công. Đúng đó em trai, đừng có nản chí, lại lần nữa đi. Phải có lòng tin nha. Nào, làm. Sao rồi? Bé Tôn, nhất định được mà. Lại lần nữa đi. Lần nữa đi nha. Không cần phải thử nữa đâu. Không thử sao được chứ. Đưa tay cho anh thử lần nữa. Đưa tay cho anh. Trời đã tối rồi, em đã hết thời gian rồi. Sao em lại nản chí chứ? Cảm ơn anh nha. Cảm ơn chú giúp đỡ. Cảm ơn chú. Thưa các vị, cảm ơn vì đã giúp con, cứu con. Nhưng mà trời đã tối rồi, con không còn thời gian nữa. Các vị về đi. Cũng tại anh vô dụng, nếu biết suy nghĩ trước thì nhất định có biện pháp. Nếu biết trước như vậy đâu có cần phải nhịn ăn mấy bữa nay, thà làm con ma no còn đỡ hơn ma đói mà.
mấy chị đừng có khóc nữa. Người thì ai cũng phải chết một lần mà. Em chỉ là chết sớm một chút thôi. Bé Tùng à, sao em lại nói như vậy chứ? Bé Tùng, thật ra vậy cũng tốt, ít nhiều em còn có thể gặp lại được ba má của em. Anh Bang ơi, có thể giúp em hai chuyện được không? Được rồi, em nói đi. Chuyện thứ nhất là sau khi em chết rồi, anh chị đừng có khóc nữa. Chuyện thứ hai là bây giờ em đói bụng, em muốn được ăn cơm. Đói bụng kìa, đi nấu cơm đi. Được rồi, mình đi nấu cơm đi, thôi đi thôi. Anh Phạm ơi, sau này anh có phát minh cái gì thì anh đều phải làm cho nhanh, đừng để người ta phát minh ra trước nha. Bé Tôn mà yên tâm đi, sau này anh chắc chắn sẽ nhanh hơn người ta mà. Em khỏi có dặn chị Quân, chị sẽ bao bao lấy chồng mà. Không phải đâu, em muốn chị phải ráng học đạo thuật, đừng có làm chuyện lừa thần bán thánh nữa. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi mau sư phụ. Chị hiểu rồi. Bé Tôn, chị Kim, chị đừng có tham tiền nữa nha. Chị hiểu rồi, em yên tâm đi. Bé Tôn à, được rồi, em không không cần nói gì với anh đâu, anh biết em muốn nói gì mà. Anh sẽ làm đúng điều em muốn nói. Thật ra em đâu có gì muốn nói với anh đâu. Thật hả? Ờ. Nhưng mà anh viết chữ thật sự rất là đẹp. Thật hả? Cảm ơn em, từ nay anh sẽ ráng viết chữ cho thật đẹp. Em phải đi rồi. Mọi người đừng bao giờ trách mau sư phụ nha. Thầy ấy cũng không có muốn như vậy đâu. Bé Tôn à, anh Bang, anh Bang ơi, anh Bang. Anh đừng có ôm em nữa, em sợ là em sẽ không nở. Đừng mà anh Bang, anh đừng có làm như vậy. Thả em ra đi, anh thả em ra đi mà. Anh thả em ra đi. Bé Tôn à, mau sư phụ, con tới rồi. Con có biết là thầy không muốn con vô đây không? Con biết thầy thương con lắm. Chuyện bất đắc dĩ, nếu còn cách khác thầy sẽ tìm mọi cách cứu con. Giờ con hiểu, con là một con cương thi, nếu mà con không chết thì con sẽ hại người. Bé Tôn mà, nếu con còn điều gì muốn thì cứ nói cho thầy biết, thầy sẽ làm cho con. Sư phụ, đừng có giận anh Bang. Anh ấy vì muốn cứu con nên là mới đụng chạm với thầy thôi. Thầy hiểu. Thời gian đã tới rồi, con đừng trách thầy nha.
各位越南嘅观众，我哋TVB嘅节目系咪好正呢？ 唔知啊，我哋新推出嘅越南恋爱频道都精选咗海量嘅爱情剧集等紧你哋，快啲click下边条link like 同 subscribe 啦！